Một sản phẩm TV mới được ra mắt năm 2022 đến từ thương hiệu Sony, đem đến chất lượng âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét tới từng chi tiết. Google TV Sony 4K 65 inch KD65X75K tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao trên màn hình lớn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Những chiếc TV đến từ thương hiệu Sony từ lâu thì đã gây ấn tượng cho người dùng bởi chất lượng hình ảnh sắc nét chân thật. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ thì TV Sony cũng ngày càng được nâng cấp hơn về chất lượng. Và ngay bên cạnh Như Quỳnh đây là một sản phẩm TV Sony sở hữu những công nghệ tiên tiến hàng đầu thuộc top dòng TV bán chạy nhất tại siêu thị điện máy HC. Đó chính là chiếc Google TV Sony 4K 65 inch KD65X75K. Tuy nhiên, trước khi khám phá chi tiết về chiếc TV này thì Như Quỳnh muốn thông báo đến mọi người một tin vui là tại HC hiện đang có chương trình khuyến mãi mừng năm mới 2023 vô cùng hấp dẫn, giảm giá đến 50% các sản phẩm Smart TV. Hãy nhập mã HCAV01 để được giảm thêm đến 4 triệu đồng khi mua online. Ngay bây giờ thì không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Như Quỳnh đánh giá về chiếc TV Sony này nhé. Trước tiên về thiết kế, chiếc TV này sở hữu phong cách thiết kế tối giản với viền cạnh siêu mỏng, tinh tế, cảm giác tràn viền giúp mở rộng không gian màn hình hiển thị, đem đến trải nghiệm xem thú vị cho người dùng. Trên đế hình chữ V úp ngược được làm bằng nhựa cao cấp đơn giản nhưng không kém phần chắc chắn, giúp TV có thể đứng vững trên mọi mặt phẳng. Với kích thước là 65 inch, TV Sony sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những không gian có diện tích lớn như là phòng khách, phòng họp và phòng ngủ lớn. Ngoài ra thì dòng TV này còn sở hữu các kích thước nhỏ hơn là 43 inch, 50 và 55 inch để bạn có thể lựa chọn phù hợp với diện tích căn phòng. Không chỉ sở hữu thiết kế đẹp, tinh tế, chiếc TV này còn được trang bị những công nghệ hình ảnh vô cùng hiện đại đến từ Sony. Trong đó, TV sở hữu độ phân giải UHD 4K cho phép truyền tải hình ảnh có độ nét vượt trội với từng chi tiết, chuyển động được mượt mà và sống động như ngoài đời thực. Chip X1 4K HDR cho phép TV xử lý và phân tích dữ liệu chính xác hơn, làm hình ảnh trên TV 4K thêm phong phú, chân thực, đồng thời làm nổi bật độ tương phản cho hình ảnh trên TV hiển thị sống động như thật. Kết hợp với đó là công nghệ 4K Xperity Pro cho phép nâng cấp hình ảnh có chất lượng thấp lên gần như độ phân giải 4K, mang tới những hình ảnh chất lượng và đem đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí hấp dẫn nhất. Công nghệ tạo màu XPro Triluminous Pro cho phép mở rộng bảng màu, tăng độ bão hòa cho sắc thái khung hình thêm tự nhiên, tái tạo những mảng màu khó tái tạo nhất trở nên rực rỡ, tự nhiên và gần gũi với cuộc sống, đem đến những trải nghiệm xem chân thật cho người dùng. Bên cạnh đó thì công nghệ Dolby Vision trên TV Sony kết hợp với định dạng HLG HDR10 cho phép những vùng sáng nổi bật và những vùng tối được sâu hơn cùng giải màu sắc mở rộng, giúp bạn tận hưởng những thước phim hấp dẫn, chuẩn điện ảnh như đang xem trực tiếp tại rạp. Về âm thanh thì TV được trang bị công nghệ âm thanh S-Master Digital Amplifier cho chất lượng âm thanh rõ nét hơn, giúp bạn thưởng thức trọn vẹn những bản nhạc, thước phim mà không bị dày hoặc là gián đoạn. Ngoài ra thì TV còn được trang bị tổng công suất loa lên đến 20W cùng với công nghệ tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều Dolby Atmos DTS Digital Surround kiến tạo âm thanh, bao trùm không gian, giúp bạn cùng gia đình cảm nhận âm thanh chất lượng với mọi cung bậc cảm xúc. Bên cạnh công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, chiếc TV Sony này còn sở hữu nhiều tính năng và tiện ích khác cho người dùng. Phải kể đến đầu tiên chính là hệ điều hành Google TV với giao diện đẹp mắt và thân thiện cho người dùng. TV cũng được trang bị sẵn các ứng dụng giải trí hấp dẫn như là FPT Play, Galaxy Play, Google Play, Netflix, Vion, YouTube. Bạn cũng có thể tự cài đặt thêm những ứng dụng khác tùy theo nhu cầu giải trí của các thành viên trong gia đình. TV Sony cũng hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cho bạn một cách dễ dàng nhờ trợ lý ảo Google Assistant và remote thông minh. Khả năng nhận diện giọng nói của TV có thể nói rất nhanh nhạy và chính xác. Ngay bây giờ thì Như Quỳnh sẽ thực hiện thao tác tìm kiếm bằng giọng nói cho mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào ứng dụng YouTube. Sau đó tìm kiếm siêu thị điện máy HC. Siêu thị điện máy HC. Thao tác được thực hiện rất nhanh chóng và dễ dàng đúng không ạ? Ngoài ra thì bạn cũng có thể phát trực tiếp hình ảnh, video, âm thanh lên TV bằng iPhone, iPad hoặc là MacBook thông qua Apple AirPlay. Bạn cũng có thể xem phim, các chương trình phát từ ứng dụng Apple TV, ứng dụng bạn thích hoặc là từ Safari. Với những đặc điểm nổi bật trên thì chiếc Google TV Sony 4K 65 inch KD65X75K sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn thưởng thức các chương trình giải trí, những bộ phim hấp dẫn một cách sống động cùng cả gia đình. Hiện nay thì sản phẩm cũng đã có mặt trên toàn hệ thống siêu thị điện máy HC và còn đang được giảm với mức giá sốc vô cùng ưu đãi. Giá sản phẩm thì mình sẽ để hiển thị trên màn hình để mọi người tham khảo nhé. Bên cạnh đó thì điện máy HC cũng đang tung ra một loạt các mã giảm giá độc quyền siêu hấp dẫn có giá trị lên tới 4 triệu đồng cho khách hàng khi mua TV online tại website hc.com.vn. Vì vậy để sở hữu Google TV Sony 4K 65 inch KD65X75K với mức giá tốt nhất thì bạn hãy vào website hc.com.vn, chọn sản phẩm,
đưa vào giỏ hàng và tiến hành nhập mã HCAV01 ở phần phiếu mua hàng. Số lượng mã giảm giá có hạn, thế nên mọi người hãy nhanh tay đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên bán hàng để được hỗ trợ nhé. Ngoài ra, nếu là thành viên quen thuộc sở hữu thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị điện máy HC thì bạn sẽ được tích điểm trừ tiền lên tới 5% giá trị đơn hàng. Với mỗi 100.000 đồng khi mua hàng tại siêu thị thì khách hàng sẽ tích lũy được một điểm thẻ. Ví dụ khi bạn mua chiếc TV Sony khoảng 15 triệu, bạn có thể được trừ tối đa là 750 điểm, tương đương 750.000 đồng nếu trong thẻ thành viên có nhiều hơn hoặc bằng 750 điểm. Số tiền của đơn hàng TV tương đương 150 điểm thì sẽ được tích lũy và sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo. Hy vọng với những thông tin được Như Quỳnh chia sẻ vừa rồi thì đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về chiếc Google TV Sony 4K 65 inch KD65X75K này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì mọi người hãy comment bên dưới video hoặc gọi tới hotline miễn phí 1800 1788 để được tư vấn nhé. Đừng quên là hãy like, đăng ký kênh YouTube của Điện Máy HC để chờ đón những video mới nhất sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt!